Ở đây Ngọc Hảo cùng với năm nghệ sĩ Diễu Nghiêm xin gửi tặng đến quý bà con cô bác một lớp trích đoạn tâm sự Mai Đình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và lớp trích đoạn tâm sự Mai Đình này thì Diễu Nghiêm cũng xin chia buồn cùng gia đình và cũng mến phục vụ đối toàn thể tất cả cô chú anh chị thân mến có mặt trong gia đình tưởng lễ tới đêm nay. Diễu Nghiêm xin mạn phép được trong giai hàng bậc tử Ngọc Thảo cho trong giai Mai Đình và lớp trích đoạn xin phép được bắt đầu. Xin quý vị lắng nghe, xin cảm ơn. Đến thăm anh đó hả em? Em đang cầm cái gì trên tay đó Mai Đình? Dạ em đâu có cầm gì đâu anh. Đưa cho anh coi. Dạ em đâu có cầm gì đâu anh. Đưa cho anh coi. Kết quả xét nghiệm hàng mạc tử đã. Chúa ơi, Chúa đã trừng phạt. Hãy gọi anh là hàng mạc tử. Hàng mạc tử. Phải. Ba tiếng đó như trận bão kinh hoàng vừa thổi qua bãi cát. Như đêm khô khát vào lòng sa mạc làm sụp đổ tiêu tan những thành quả quy nghi trầm mặc giữa điêu tàn sự nghiệp thi nhân còn đập trống số kiếp già tràng rồi đi coi còn nhớ đến cái tên hàng mạc tử khi quay về sống lại dưới quê hương gần nửa đời anh phiêu bạc tha hương anh đã bỏ quên cái tên mình trong trí nhớ cái tên mà quê hương không còn xa là cha đã in sâu vào lòng phải không? Phải mà anh đã tệ bạc với em suốt quãng đời con gái. Anh Trí ơi, từ quỷ nhân vào đây em chỉ mang theo món quà nhỏ nhỏ đó là tên của mẹ cha để anh không bỡ ngỡ lúc quay về. Còn để lại trong lòng người con gái lúc đi hiểu quý. Tuổi xuân thôi anh vẫn hết cho người ta, giờ tàn phế em xin nhận về làm báo dân. Chắc chẳng còn ai đến đây dành
giật không lẽ đời em mãi chịu thiệt rồi. Anh Trí ơi, em đang đứng cạnh anh đây 7-8 năm nay, em mới tìm được cho mình một niềm vui. Việc là cái tên nguyện trọng chi của anh, cái tên anh quên đi mà em đem vào hồn chân đất giờ. Ngày xưa em đợi em chờ, thật sự bây giờ anh nói tiếng yêu em. Dạ, nam nghệ sĩ Vũ Nghiêm cùng với Ngọc Hậu xin chân thành cảm ơn những cánh quà thân thương và xin cảm ơn quý bà con cô bác rất nhiều.